Có 300 trụ thanh long trong điện nghịch vụ từ 2 đến 3 vụ, đồng thời 4 sào ruộng canh tác 3 vụ mỗi năm. Bên cạnh đó, duy trì đàn bò thịt và sinh sản từ 6 đến 8 con ở chuồng. 5 năm nay, áp dụng cách thức ruộng vườn chuồng lấy rơm rạ sau khi thu hoạch lúa và cỏ tươi trong vườn thanh long làm thức ăn cho đàn gia súc, sau đó lấy phân chuồng từ đàn gia súc ủ hoai mục bón lại cho thanh long và lúa. Cách làm trên vừa giúp chị Uyên tiết kiệm chi phí trong sản xuất và chăn nuôi, vừa cải thiện về kinh tế với thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Nuôi bò thì một năm em cũng thu hoạch được tầm 4-50 triệu. Thanh long thì trước cái chưa có dịch xảy ra thì thanh long thì giúp nhiều cho kinh tế gia đình của em, thì thu nhập cũng ổn định, vừa có tiền trang trải trong gia đình, thì được sắm sửa cái những vật dụng trong gia đình. Trong các cái thời gian rảnh rỗi á, thì chị chăm lo về cái cuộc sống gia đình của chị cũng như là phát triển kinh tế, chăn nuôi, giúp cải thiện đời sống trong cái gia đình của chị. Không chỉ làm kinh tế giỏi mà phụ nữ Chăm 37 tuổi này rất tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Bình Đức, từ nhiều năm nay, chị Uyên luôn nhạy bén, đổi mới cách làm sáng tạo, phù hợp với từng thời điểm và hoàn cảnh thực tiễn ở địa bàn dân cư. Trong đó nổi rõ là vận động đồng bào tiêm phòng vaccine COVID-19, tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Với sự nhiệt tình và trách nhiệm, chị Uyên được nhiều đơn vị trong tỉnh và huyện Bắc Bình tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và tuyên dương phụ nữ sống đẹp vì cộng đồng. Làm công tác xã hội thì mình cũng giúp được cho xã hội, giúp được cho dân của mình xung quanh, để trong đường trong thôn nó sạch đẹp. Nói thì chị đây rất là nhiệt tình, rồi năng động, rồi trong cái phong trào thì các chị luôn đi đầu trong mà thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương và làm rất là tốt. Ví dụ như công tác vận động bảo hiểm y tế, rồi vận động thực hiện cuộc xây dựng gia đình 503 sạch. Hay là những cái toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới chẳng hạn, thì các chị là làm rất là tốt và nhiệt tình. Đối với phụ nữ đồng bào Chăm xã Phan Hiệp, thì chị Đặng Thị Ngọc Uyên là nhân tố điển hình về làm kinh tế giỏi, vừa làm tốt công tác xã hội, phân bổ thời gian hợp lý giữa công việc gia đình và công tác xã hội, nên hai vợ chồng và hai con chị Uyên có cuộc sống thuận hòa hạnh phúc, là gương sáng mà phụ nữ Chăm nơi đây nói riêng, huyện Bắc Bình nói chung ngưỡng mộ cũng như lan tỏa nhân rộng.